Chào mừng các bạn đã đến với kênh Quang Praha. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một dự án đặc biệt, xây dựng một ngôi biệt thự tại Praha. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cần thiết để đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn không chỉ đẹp mà còn phù hợp với phong cách sống của bạn. Khi bắt đầu xây dựng biệt thự tại Praha, chúng ta thường gặp phải những thách thức như là việc lựa chọn vị trí, phong cách kiến trúc phù hợp, tuân thủ các quy định xây dựng nghiêm ngặt của địa phương. Không có một kế hoạch thiết kế chi tiết có thể dẫn đến việc lãng phí tài nguyên và tài chính, đồng thời gây ra những rắc rối về pháp lý. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của công trình mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn sau này trong ngôi nhà mới. Giải pháp ở đây là làm việc với các kiến trúc sư, các kỹ sư và nhà thầu chuyên nghiệp, những người am hiểu sâu sắc về thiết kế và quy định xây dựng tại Praha. Chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng một ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn bền vững và an toàn. Khi bạn đầu tư vào một thiết kế chất lượng, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trong dài hạn. Một ngôi nhà được thiết kế tốt không chỉ nâng cao giá trị sống mà còn tăng giá trị của bất động sản đấy. Hãy xem một số dự án mà chúng tôi đã thực hiện ở Praha để thấy rõ những lợi ích trên. Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng biệt thự tại Praha, hãy liên hệ với chúng tôi để được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này để giúp người khác cũng tìm thấy thông tin hữu ích như bạn. Tôi là Quang Praha, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng tại Séc.